Hello các bạn, chúc các anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn ha. Rồi, ở video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn các kiểu tóc danh tỉa cơ bản bằng kéo ha, theo cách truyền thống nha các bạn. Thì ở đây tôi chải máy trên ngôi ha, và sử dụng kéo tỉa chúng ta tỉa trước nha các bạn. Ở cái tóc này thì tôi cắt bằng hai cây kéo ha, kéo tỉa và kéo bén. Ở đây tôi tỉa trước thì chải tóc cho lượt và nâng tóc lên và chúng ta tỉa phần ngọn nha các bạn. Chúng ta tỉa cho nó mỏng đều vừa là được nha các bạn. Rồi các bạn bắt từ lớp các bạn tỉa. Chỗ nào dày thì các bạn tỉa lại. Khi tỉa thì các bạn không nên bóp kéo một chỗ ha. Chúng ta bóp từ mặt lượt các bạn bóp dài ra ngọn tóc nha. Rồi phía sau này chúng ta cũng tỉa tương tự các bạn, cũng trả lượt vô tóc cho nâng lên, chúng ta tỉa 1/3 ngọn tóc. Đó các bạn nhìn tôi tỉa chậm nè ha, bóp 2 hoặc 3 kéo từ trong ra ngoài nha các bạn, không bóp một chỗ ha. Rồi cũng tương tự chúng ta tỉa như vậy cho giáp cái vòng khung đầu này luôn nha các bạn. Đó chúng ta bóp 1 kéo 2 kéo vậy đó, dài ra ngoài ngọn tóc nha các bạn. Đó, rồi chạy xuống thấy chỗ nào dày chúng ta tỉa tiếp ha. Khi mà chúng ta thấy nó đều mỏng đều nhau là được đó các bạn. Đó chúng ta chạy lượt vô tóc cho chúng ta nâng lượt song song da đầu lên ha. Chúng ta tỉa cái phần ngọn ngoài nha các bạn. 1/3 ngọn tóc trở ra ha, trừ lại 2/3 phía trong. Thì các bạn cứ tỉa ngọn vô đi, các bạn đừng có tỉa sâu quá nó sẽ bị lủng, nó lõi nha các bạn. Rồi cơ bản thì tôi cũng đi xong phần tỉa các bạn, ở đây tới phần sử dụng kéo bén ha. Chúng ta kê lượt vô dẫn nâng lượt lên, chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài nè, chúng ta tỉa nó còn thừa đó các bạn đó. Chúng ta làm cho nó mỏng cái nền tóc luôn ha. Đó, cái tóc này cái chân mai nó không có nha các bạn. Đó tôi dở cái mai lên các bạn nhìn thấy ha. Đó, ở đây thì tôi cắt, tôi tạo cho một cái mai giả nha các bạn, làm cho nó có cái mai giả như thật ha. Rồi làm mỏng cái viền ở dưới vành tay đó các bạn, làm mỏng vừa ha để chúng ta dành cho nó dễ. Rồi cắt đuổi lên phía trên lần cho nó mượt cái nền tóc luôn nha các bạn. Đó. Rồi ở đây tôi di chuyển máy quay sát cạnh bên tay này để cận cảnh cho các bạn nhìn thấy rõ hơn cái cách danh bằng kéo ha. Đó. Thì dùng ngón tay giữa của tay trái các bạn đỡ mũi kéo ha. Các bạn bóp kéo đi và đi theo cái hình vòng cung của cái vành lỗ tai phía trên đó các bạn, cho nó thiệt tròn ha. Đó các bạn nhìn thấy nó tròn, nó không dích dắt ha, không méo và không cơ luôn ha. Rồi chúng ta cũng phải chạy tới chạy lui để kéo những cái ngọn tóc mà nó còn ẩn ở dưới da các bạn cho nó thẳng xuống để chúng ta dành cho nó tròn luôn ha. Rồi ở phía sau cái phần đuôi tóc này, cái phần sau này chúng ta cũng kê lượt cắt đuổi lên luôn nha các bạn. Đó chúng ta xả những cái ngọn tóc dài đó lên và lại lên cho nó mượt cái nền cái form tóc luôn nha các bạn. Rồi cái đuôi tóc này thì chúng ta cắt dạng sau le nhẹ ở cái phần đuôi tóc ha. Chúng ta bấm kéo đứng vô nha các bạn, rồi kê lượt làm mỏng lại cái đuôi đó chút xíu cho nó mềm mại cái đuôi tóc luôn nha các bạn. Đó kê lượt giờ cho chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài đuổi dài dài lên nha các bạn. Đó cái tóc nào dài các bạn cắt trừ cái phần ngắn ở trong lại ha, là các bạn chạy xuống thấy cái nền tóc nó mượt rồi. Đó cái ngọn tóc dài đó. Rồi nếu mà các bạn chạy xuống mà các bạn nhìn thấy nó còn nhô nhô ra thì các bạn kê lượt vô các bạn cắt cho đó một lần nữa ha. Rồi cũng cắt luôn cái phần đuôi tóc phần còn lại ở bên tay trái này luôn nha các bạn, cho nó ngang luôn. Và cũng bấm kéo đứng vô cho cái ngọn tóc nó mỏng đi, cái đuôi tóc nó mỏng đi và nó so le nhẹ nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy ha.
Rồi ở phía bên tay trái này, phía sau cạnh vành tay này cũng cắt tương tự như bên tay phải đó. Cái vành tay phía sau vành tay bên tay phải này nha các bạn. À, cũng kê lượt và chúng ta đi song song da đầu lên, chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài dư đó ha, cho nó đều và nó mượt cái nền tóc luôn ha. Làm mỏng cái chân viền tí xíu để cho dễ danh cái chân viền đó ha các bạn. Rồi chỉnh sửa lại cái phần cạnh đuôi tóc bên tay trái một lần nữa cho nó đều luôn ha. Rồi phía trên cạnh vành tay này, cái viền này chúng ta cũng đi kéo bén cho nó mỏng bớt ha các bạn. Rồi cũng cắt đuổi lên phía trên cho nó mượt luôn, cho nó nền xuống các bạn. Rồi cũng dùng ngón tay giữa của tay trái chúng ta đỡ mũi kéo ha, chúng ta dành cái viền phía trên vành tay này luôn các bạn, cho nó tròn luôn ha, giống như bên sai bên phải này ha. Rồi do cái mai này nó không có chân viền nha các bạn, chúng ta tạo cái mai giả cho nên chúng ta làm cái mai nó tương đối cân xứng ha. Rồi danh lại cái phần viền phía sau cạnh bên tay này xuống dưới phần đuôi tóc luôn nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nó tròn ha, không méo không ngăn cơ ha. Rồi chúng ta cũng danh lại một lần nữa cho nó nét luôn các bạn. Rồi ở đây tôi di chuyển máy quay về phía trước để cận cảnh cái cách so ngọn cái phần sai bên trái này các bạn, sai ba này ha. So cái phần tóc phủ đó các bạn nhìn thấy ha, nó dư nó phủ tay đó. Chúng ta cắt cho nó bám ngay cái vành tay đó cho nó bằng với cái mí trong đó các bạn. Cắt đuổi dài về phía trước chân mày ha. Đó các bạn nhìn thấy nó bằng rồi ha. Đây là cái cách so tóc phủ nha các bạn. Khi mà khách mà làm công việc hay đi gió gì đó, nó cái tóc bên máy bẩy mà nó bay đổ về bên đây thì không có tóc dư phủ nha các bạn, nó vẫn đều nhau ha. Các bạn có thể chảy 5 5 7 3 ngược 7 3 xuôi gì nó vẫn bình thường, nó không có tóc dư nha các bạn. Rồi chúng ta so ngọn lại phía trên một lần nữa cho nó đều luôn. Đó các bạn nhìn thấy nó đều hết ha. Ở bên đây là size bên trái là size 3 ha. Máy 3. Rồi ở đây tôi di chuyển qua bên máy 7 này các bạn. Chúng ta cũng chạy tóc hết về phía bên tay phải này. Giờ chúng ta kéo về phía trước chân mày, chúng ta bấm cho nó xo le ha. Cắm bấm kéo đứng mũi vô nha các bạn. Rồi chúng ta cũng cắt đuổi về phía sau cho nó bám lên cái cạnh bên tay cho nó liền với cái viền nãy chúng ta dành đó ha. Đó các bạn nhìn thấy nó không dư không phủ luôn ha. Rồi sơ ngọn phía trên lại. Rồi chải lượt kẹp tay do tóc và kéo thẳng vuông góc với da đầu sơ luôn ở trên đỉnh nha các bạn. Đó chúng ta sơ cho nó đều bằng nhau hết ha. Này ở đây tôi bấm kéo đứng cho nó ngọn tóc cho nó tự nhiên luôn nha các bạn. Rồi tới đây tôi cũng đã hoàn thành cái hai bước cắt rồi các bạn, tỉa và cắt dành bằng cái bén rồi ha. Ở đây là bước cạo viền để hoàn thành luôn kiểu tóc nha các bạn. Thì viền này do khách cái chân viền này chống cao, không có viền, không có chân viền nha các bạn. Ở đây chỉ cạo tóc con cho nó sạch sẽ, cho nó sáng sủa là được rồi các bạn. Rồi bên trái cũng cạo tương tự luôn nha các bạn. Rồi cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ xem video trên kênh của Vũ Ly trong thời gian vừa qua. Cũng chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý và cũng như thành công trong cuộc sống. Và nếu thấy video có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Rồi tôi cũng trả lại cái tóc cho hoàn chỉnh để kết thúc luôn cái video này luôn nha các bạn. Rồi đây là cái kiểu tóc tỉa dành mỏng gọn nha các bạn, theo kiểu hiện đại ha, mài thả đuôi óc xõa ha.
Rồi, đây là kiểu tóc cắt bằng cách truyền thống nha các bạn, tỉa và dành bằng kéo ha. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Cảm nhận thì cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận giùm ha. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.